Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 990 8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải cái trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Phải sáng trở lại với quý vị và cũng không thể không nhắc tới Miss Universe bởi vì lý do Mỹ đã được Miss Universe của À, năm nay lần thứ 71 và đây là Miss Universe gốc Philippines thưa quý vị à, cô uh, Gabriel Bonnie Gabriel ở Houston Texas oh. dân Houston rất là hãnh diện họ xem vào tối thứ bảy vừa qua và cũng rất là hồi hộp bởi vì à, phải nói rằng 70 khoảng 70 cô 70 khắp nơi trên thế giới đó khoảng mm. 70 được tụ, yeah. tụ tập về để cô nào cũng xinh đẹp cả. À Venezuela để khỏi nói rồi. Trong đó có Miss Ukraine cũng quá tuyệt vời luôn. Miss Lào cũng đẹp nữa. Khó ghê ha. Cho nên ngoài cái vấn đề đẹp nó còn phải là tài năng rồi cá tính rồi phía cách trả lời nữa. Chứ còn nếu nói đẹp không thì khó lắm. Đó là lý do mà qua các vòng chúng ta mới thấy nó nó kinh hoàng như thế nào để chọn được một Miss Universe. Chính vì thế mà rất hãnh diện. Điểm đáng chú ý là Ngọc Lan cô này 28 tuổi và ban giám khảo họ nói đó cái thể lệ đó 28 tuổi là maximum. Quá già rồi. <laughs> I'm just kidding. 28 tuổi là già quá rồi mà thi rồi nữa vậy mà cô nói không. Nỗ lực của tôi đến đây để chứng minh đó ở hai, 28 tuổi tôi vẫn có thể tự hào để thi thố tài năng với các thiếu nữ 18, 20, 22 khác và cô Gabriel tuyên bố tôi muốn mong muốn là ban giám khảo và à, ban tổ chức Miss Universe á, thay đổi để cho người phụ nữ ít nhất cũng nhiều tuổi hơn chứ còn 28 tuổi thì họ nói rằng 28 tuổi ngày nay nếu mà chúng tôi à, được à, tập luyện, lẽ đương nhiên là cái nét đẹp tự nhiên nhá à, và với à, cái kinh nghiệm đời sống thì chắc chắn là tôi sẽ có thể vẫn có thể tự hào để so sánh với những người trẻ hơn. Yeah. Điểm đáng chú ý là cô là một lại là một người dạy may dạy thêu gì đó, à, một chuyên chuyên viên. Cô là người thiết kế thời trang, người mẫu, hầu hết là bỏ cả cái đời đời sống của mình đó. Lý do tại sao mà Gabriel quá xinh đẹp đến như thế, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì mình xem cũng nhiều thiếu nữ khắp nơi trên thế giới trong đó. Người mẫu Việt Nam thì sao hả Ngọc Lan? Uh, Việt Nam cũng cử uh, một cô hoa hậu đi dự thi uh, cái cuộc thi này gọi là uh, tiếng Việt gọi là hoa hậu Hoàng Vũ. Yeah. Dịch ra, cô này tên là Ngọc Châu. Uh. Uh, nhưng mà cô không có được uh, vào vòng của những người uh, xếp hạng cao, có nghĩa là nói là khi mà vào đến vòng 16, tức là 16 uh. người để vào tiếp ra cô đã yeah. bị loại rồi. Cho nên đây là khi người ta chụp cái gương mặt cô rất là buồn uh. khi mà không được vào trong khi uh, nói rằng uh, dư luận cho biết á uh, rằng cô là người được đầu tư kỹ nhất từ hồi xưa đến bây giờ ừ. trong cái việc ừ. mà đi thi hoa hậu uh, có một công ty ở Việt Nam bây giờ đọc đọc vô này mới biết á uh, uh, có một cái công ty ở Việt Nam được là độc quyền chọn ai đi thi hoa hậu thế giới What? ghê gớm vậy đó thì họ đã đầu tư vào cô nhiều lắm ừ. nhưng mà cuối cùng thì cô đã không có uh, thực hiện được uh, cái uh, giống như là ước mơ của những khán giả mà tôn vinh sắc đẹp, Xinh à, cô, chứ, cô được đẹp. dành ra yeah. mấy tháng trời để đi học về cái cách mà thi hoa hậu, các cái cách thức như thế nào yeah. ở Philippines và ở Mỹ nữa yeah. để học cái đó. À, người ta đầu tư nhiều lắm. À, mỗi người mà đoạt những cái giải này là coi như là một cái cơ hội đổi đời rồi. <laughs> à, năm nay á thì cái hoa hậu Hoàng Vũ đây á thì họ cho rằng là. Um, sẽ có một cái sự thay đổi trong tương lai tức là không chỉ dừng lại ở các cô gái ở độ tuổi đến 28 hồi đó mình thấy mấy hoa hậu từ mười mấy tuổi à 18 19 20 21 là thấy quá rồi bây giờ hoa hậu năm nay 28 họ nói là trong tương lai có nên thay đổi cái luật đó cho cả những người phụ nữ mà đã có chồng hoặc là có con thì cóó quyền... hậu không, đàn bà họ hoa hậu luôn chỉ nói là hoa hậu thôi uh, uh, university là chỉ là hoa hậu thôi hoa chứ hậu không mẹ. phải là đổi uh, đổi như là anh Thụy nói là hoa hậu và phu no, nhân no, hoa hậu phải, quý phu bà phu nhân à. quý bà không yeah. mình nên nên chia ra <laughs> cho nên cái cô không đạt... có được không được có chồng mới được thi <laughs> cho nên cái cô mà đạt hoa giải hoa hậu năm nay á người gốc Philippines á À, cô có phát biểu cái câu rất là hay à, Có nghĩa là mình ước mơ điều gì Mình hãy thực hiện ngay từ bây giờ Chứ không phải là cuộc đời của mỗi người Không phải là ngày ngày hôm qua Không phải là ngày yeah. mai Mà là ở trong hiện tại à, Hãy thực hiện tất cả những cái điều đó Rồi, Hoa hậu Ngọc Châu của Việt đẹp Nam chứ? thì đã dừng lại đẹp. Ở ừ. ở vòng thứ 16 Chưa được vô vòng thứ à. 16 yeah. Nhưng mà như chúng ta thưa đó, Nếu mà chỉ nói cái đẹp không thì Khó lòng mà so sánh lắm bởi vì mỗi một cặp mắt của chúng ta nhìn cái đẹp nó khác nhau ừ. thí dụ thủy với ngọc lan nhìn một cái cô đó thì có thể mình nói ô cô này đẹp ừ. mình chỉ nói đẹp thì đẹp như thế nào thì ban giám khảo họ đâu có thể nào chị, lựa, chọn chỉ có cái đẹp cũng thôi rồi dáng vẻ nữa rồi thi đi tới đi lui nó dáng vẻ như thế nào rồi các áo thời trang của cô chọn nó quá nhiều cái yếu tố ha khó khó lắm nhưng mà năm nay á, ừ. cái công ty mà tổ chức cái cuộc thi này á, là vừa mới được mua lại cái công dạ, ty này dạ. có trụ sở ở thái lan uh, ừ. mua lại với cái giá là 20 triệu đô la gì Thì ngọc... dữ vậy yeah, ngọc Lan cũng hơi Tôi ngạc nhiên hai mươi triệu chứ. thôi chứ... no, tại vì tỷ. một năm có là, năm làm có một lần này, cho nên cũng lời cũng không có trước đó đó vậy. là cái người mà đứng ra tổ chức cái cuộc thi này là cựu tổng thống à? donald trump đó yeah. là của ông rồi xong lúc mà ông lên ông ông đắc cử tổng thống rồi thì ông bán lại cho một công ty khác rồi giờ công ty đó bán lại cho một cái cụ, công Bình ty Thái trụ sở ở Thái Lan trụ sở ở Thái Lan dạ. ừ. trong khi đó thì quý vị một trong những cuộc thăm dò chúng tôi có những cái tin về án mạng này nọ thì thôi để qua một chút xíu nữa khi mà không còn tin nữa thì chúng tôi không làm những cái tin đó chứ còn tin án mạng tội nghiệp quá thế thì à, đây là bản tin để cho thấy rằng ở nước Mỹ này nó bao la như thế có những thành phố nó giàu khủng khiếp hơn nhiều với những cái thành phố khác. Người ta nói thành phố giàu đó bởi vì tất cả những người dân ở trong đó là phải giàu hết. Thì mới được giàu. Và đó là lý do tại sao trong cái danh sách mà xếp hạng những thành phố giàu chúng ta không thấy có Newport Beach với Laguna Beach. Mặc dầu ở đây, mình xuống đây mình thấy nhà cửa là có những căn nhà 50 triệu Mỹ Kim. Thế nhưng cư dân ở đây thì có những người không có được giàu không có được cái lợi tức cao như thế. À, nhìn chung thưa quý vị trong vòng mà ít nhất là năm tới 10 năm qua đó họ nói là mức lương trung bình của một gia đình nó tăng lên dần dần mới cho thấy được cái sự mà đối với người nước ngoài đó ví dụ như Việt Nam Thái Lan hoặc là Philippines họ nhìn vào nước Mỹ họ mới thấy được cái sự giàu có của người dân Mỹ Nó như thế nào Mức lương trung bình cho một gia đình là 69.021 Tính cho tới Năm 2021 ừ. 69.000 mức lương trung bình yeah. à, Thế nhưng à, Cái mức lương này Nó tăng 6% Nhưng mà so sánh với mức lương Trung bình của những người Hoặc là của những Gia đình trong các thành phố Giàu có thì mới thấy khủng khiếp 157.487 mới được xem là nằm trong danh sách 45 thành phố của nước Mỹ được xếp vào thành phố giàu. Và trong đó một trong những thành phố giàu nhất nước Mỹ là Los Altos, California. Rất nhiều các thành phố ở miền Bắc California thuộc thành phố giàu. Người dân ở đây là thứ nhất bằng đại học, thứ hai mức lương trung bình của họ 250.000 plus. Yeah. Tức là tất cả các cư dân trong thành phố, còn những người khác đi vào trong thành phố làm việc không có tính nha. Quý vị phải có địa chỉ ở đó. Và địa chỉ của những người này đó với cái giá nhà trung bình 2 thì... triệu plus <laughs> thì cái điều đó dễ hiểu. Phần Lan không thể nào ở trong một cái nhà vài trăm ngàn mà có mức lương như thế cả. Los Autos University Park ở Texas. Wow, cái khu này quý, quý vị đến đây rồi mới thấy được nhà là lâu đài không à? Ừ. Mm. Yeah, chúng tôi đã nhìn thấy những cái cái, cái cái cái, con đường đi vào University Park ở Texas rồi lâu đài không thôi. 247.045 Texas đứng hạng nhì và thêm các uh, bậc xếp hạng khác. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi và cho thấy được California rất nhiều các thành phố giàu có quý vị nhé. Ngay sau bản quảng cáo.